Hàng Rào Dịch Vụ xin kính chào tất cả các bạn. Một cái mùa dịch rất là khó khăn và hàng hóa về cũng rất là khó các bạn, hàng rất là hiếm. Và chúng ta với cái thời kỳ giãn cách thì hãy chọn cho mình một dàn âm thanh để có thể ở nhà nghe nhạc thư giãn nha các bạn. Con Yamaha CR040, dòng này có USB, CD. Cái phía trên là cái phần gắn cái đốc. Và ở phía trước này cũng có cổng 3.5 để chúng ta có thể nghe nhạc trực tiếp điện thoại, máy tính, TV. Và cũng có thể dễ dàng gắn USB Bluetooth vào đây và truyền tín hiệu qua cổng portable 3.5 này để các bạn có thể chơi Bluetooth nhé. Đây là một cái dàn Yamaha rất được yêu thích bởi cái chất âm rất mạnh mẽ của nó, dù ngoại hình rất là gọn. Loa toàn giải ở phía trước này 9 cm, nhưng mà cái chiều sâu của loa tới 26 cm nữa nha các bạn, và được thiết kế rất cân đối, có thể dễ dàng chỉnh bass treble ở trên điều khiển và có điều khiển học chỉnh full chức năng nhé. Rồi chúng ta hãy bắt đầu vào chơi nhạc thôi. Đây, mở máy lên. Một cái đĩa nhạc CD tiếng Anh. Do đó mình sẽ ưu tiên gắn một cái dây 3.5 trước nhé. Đây, cổng 3.5 thông dụng nè các bạn, để gắn bất kỳ cái thiết bị ngoại vi nào. Đây, portable ở phía trước luôn, còn kế bên là cổng tai phone. À, đĩa đang đọc luôn nè các bạn. Đang đĩa chơi đĩa CD nhé. I can see that. Có thể chỉnh bass treble ở trên điều khiển nha các bạn. It's a yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do feel that I do will miss you much. Miss you much. Qua bài số 3, mình nhân tiện mình chơi đĩa CD luôn. Động tác một bài trữ tình nhất trước, nhưng mà bass rất là ấm nha. Chỉnh được bass treble nha, mà giờ mình zoom lại cái phần màn hình cho các bạn dễ thấy. Đó, bass nè. Cộng 6 decibel. Ba lăng trái phải nè, chỉnh loa trái và phải. Dimmer là độ sáng của màn hình. Các bạn đừng xem thường cái loa toàn giải của Yamaha nhé, một công nghệ rất hay. Mình xin phép chuyển input qua input stop nó đã. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua cổng 3.5 portable này nhé. CD 17 bài nè, đọc rất là tốt. Cổng trên này là cổng iPod nhé. iPhone 4S, iPod nghe nhạc vân vân. Cổng USB. Màn hình cũng rất là sáng đẹp. Hàng này hàng đấu giá về rất là nhỏ giọt và hàng nó đẹp, giá cũng khá là đấu giá về nên hàng đẹp, giá cao.
nhưng mà hàng nội địa Nhật Vũ vẫn cố giữ giá, cố gắng giữ giá thành tốt nhất cho các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc trên trên máy tính hoặc là điện thoại cộng 3.5 đây. Bây giờ chúng ta sẽ chơi đây. Một cây bồ chúng ta gắn vô nhé. Sau hè của ca sĩ Như Quỳnh, các bạn hãy cảm nhận cái chất âm chép rất là nhuyễn, cao, chi tiết và cái phần âm trầm rất là đặc sắc nhé. Phần Yamaha này nổi bật cái phần âm trầm rất là mềm sâu, cái dàn nhỏ gọn như vậy mà nó cho một cái chất âm bass sâu mềm. Và chúng ta mới chỉ chỉnh bass lên 2 nấc và chép 2 nấc thôi, và cái phần cao nhất của nó maximum là 6 cộng 6 nhé. Đấy, chúng ta đang nghe nhạc qua cộng 3.5. Mình sẽ giới thiệu một chút thêm về cái loa. Đây, thùng loa bằng gỗ nhé các bạn. Được phủ một lớp dán simly nhám, vân nhám. Ở phía trước này là cái phần này bằng nhôm nhé. Cái này cũng bằng nhôm chứ không phải bằng nhựa nha các bạn. Đây, một cái phần thiết kế hoàn toàn bằng nhôm, dài từ trên bắc xuống dưới phần đáy bên dưới luôn, tới cái phần đáy bên dưới mới ngưng lại. Và nguyên một cái mặt này là ốp bằng nhôm nè, và được phủ sơn. Đây, được phủ sơn màu trắng. Dàn làm rất là cầu kỳ, chắc chắn, và phần này nó tản nhiệt rất là tốt. Cái phần lưới tản nhiệt của nó nè, đó. Cái phần nắp ở phía trước để vừa trang trí và vừa để gia cố cái phần mặt trước của thằng loa cũng bằng nhôm luôn. Còn cái thân của nó thì bằng gỗ, nó mới cho được cái chất ấm ấm như vậy. Đây, cái lỗ thông hơi ở phía sau nè. Loa rất là dài, 26cm chiều sâu. Mỗi loa này là 30-90W 6 ohm nhé. Cái công suất cực đại của nó khá là lớn, 90W là cái ngưỡng chịu 90W, và cái ngưỡng đầu vào là 30W nhé. Đấy, các bạn đừng xem thường cái kích thước nhỏ gọn của Yamaha này mà đánh giá về cái phần công suất và cái phần chất âm của em nó, mặc dù nó là một cái loa toàn giải 9cm thôi. Đấy, bass chép rất là tách bạch. Và bây giờ thử một bài nhạc hòa tấu nữa nhé. Rồi chút nữa sẽ có một bài nhạc tiết tấu nhanh, bass nhanh cho các bạn test. Các bạn chờ xíu nha, mình đang mở nhạc trên YouTube nha các bạn. Bass đập rất là đã luôn, khá là bất ngờ luôn á. Hàng rất là đẹp. Màn hình còn sáng rõ luôn, cái đèn led ở bên trong rất là sáng đẹp. Đấy,
mình tạm ngưng test trên YouTube nhé. Đây, đây là cổng USB, USB nữa các bạn. Chúng ta sẽ chuyển cổng ở đây, bấm nút chuyển cổng input. Những cái nút cũng khá là to. Đấy, mình tắt tiếng rồi, để iPod ở trên này. Nếu mà các bạn còn cái iPod tương tự như vậy hoặc một số dòng iPod khác thì đều nhận được hết, gắn vào và chơi nhạc thôi. Đây, mình lấy một cái ví dụ nha. Đọc rất là nhanh. Đang chơi nhạc qua iPod các bạn. Nó vừa chơi nhạc và nó vừa sạc pin cho cái iPod này luôn. Nếu mà các bạn tắt nguồn thì nó vẫn sẽ để đây và nó vẫn sạc pin cho cái iPod. Đấy, cổng USB này hiện tại thì mình đang bị lạc cái USB rồi. Và cái mùa dịch này cũng không thể nào đi ra ngoài để mà mua một cái USB đơn giản được. Con này chơi tốt 16GB đổ lại nha các bạn, nhạc MP3 320kb đổ lại. USB thì đọc nó còn nhanh hơn cái này nữa. Đây, USB này, đấy. Máy này còn rất là mới. Cái tương tác về cái nút nhấn và những cái hoạt động của cái phần màn hình rất là nhanh. Cái tương tác rất là nhanh, phản hồi rất là nhanh các bạn. Rồi, thôi bây giờ chúng ta sẽ chơi nhạc tiếp ở trên YouTube hoặc là trên điện thoại máy tính. Bài nhạc có tiết tấu nhanh hơn nhé. Nãy giờ mình chỉ mình chỉnh bass 2 thôi đó. Bây giờ mình sẽ bật nhỏ lại một chút xíu và cho cái tiếng bass mạnh hơn. Con này có FM, FM AM đó nè. Phòng dưới 20 mét vuông là nó chơi cực kỳ tốt luôn nhé. Đặc biệt là cái phần âm bass, âm trầm. Nhạc điện tử. Nên đeo tai phone vào để cảm nhận cái âm trầm rất là đã của nó. Rất là sôi động, truyền cảm hứng rất là đã. Đây, con này nó thiết kế gọn như vậy để chúng ta có thể dễ dàng nhét vào một cái kệ. Đây, một cái hộc của cái kệ nhé. Ở trên kệ cao hay là ngay cả dưới một cái hộc của cái bàn tivi thì vẫn để được cái dàn máy này với chiều cao chỉ có 13 cm thôi.
Bề ngang là 42 cm nhưng chiều sâu là 26 cm lận nha các bạn. Dàn ngoại hình rất là mới, rất đáng để chơi và trưng bày. Yamaha CRX040. Giá hàng nội địa Nhật điện 100V này là một con hàng đấu giá nha các bạn. Về rất là nhỏ giọt. Hàng rất là mới đẹp. Và mình báo giá với các bạn là đã đầy đủ phụ kiện rồi. Hàng nội địa Nhật Vũ vẫn cố gắng giữ giá thành tốt nhất. Giống như mọi khi cho các bạn vừa chơi thưởng thức cái mùa dịch này. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình nếu cảm thấy thích về âm thanh này. Và hãy tham khảo thêm thông tin trên Facebook và Zalo của mình nữa nhé. Số điện thoại hoặc gõ hàng nội địa Nhật Vũ trên thanh tìm kiếm.